Giận dữ là một phản ứng tự nhiên của con người, đặc biệt là khi đối mặt với một tình huống căng thẳng. Nhưng bằng cách tìm ra những cách tích cực để xử lý những cảm xúc tiêu cực, bạn có thể đảm bảo rằng con bạn luôn cảm thấy được yêu thương và ủng hộ. Để kiểm soát cơn giận của mình, sau đây là những điều bạn có thể tìm hiểu về nguồn gốc của cơn giận. 1. Hãy nghĩ về nguyên nhân khiến bạn tức giận. Nó có được kích hoạt bởi một trải nghiệm hoặc một tình huống cụ thể không? Sau đó, khi bạn hiểu lý do tại sao bạn tức giận hoặc căng thẳng, bạn có thể tìm cách để tránh nó xảy ra. Ví dụ, nếu bạn tức giận khi bạn mệt mỏi hoặc đói, hãy cố gắng ngủ đủ giấc mỗi đêm và ăn uống đầy đủ. Nghĩ về cách bạn phản ứng khi tức giận và những gì bạn có thể làm khác đi để bình tĩnh đối phó với những tình huống khó khăn. Hãy nhớ tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Hãy nói chuyện với bạn bè, người thân và bất kỳ ai khác có thể hỗ trợ bạn. Điều quan trọng là bạn cảm thấy được kết nối và khuyến khích. Quản lý cơn giận theo cách tích cực sẽ nêu gương tốt cho trẻ và giúp trẻ cảm thấy an toàn và yên tâm. Vì vậy, hãy phát triển một số phương thức xử lý để có thể giúp bạn duy trì sự kiểm soát.